Hello, rất vui khi được gặp quý vị khán giả trong chương trình Hành trình ẩm thực Việt Nam cùng với sự đồng hành của Bia Sài Gòn. Và hiện tại thì Kim Thảo đang có mặt tại Cố Đô Huế. Và đây cũng là điểm đến trong hành trình ngày hôm nay. Huế là thành phố trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Huế thuộc đồng bằng duyên hải miền Trung Việt Nam, nằm gần dãy núi Trường Sơn. Khu vực thành phố Huế là đồng bằng thuộc vùng hạ lưu sông Hương và sông Bồ. Văn hóa Huế được tạo nên bởi sự đặc sắc về tinh thần, đa dạng về ngoại hình, phong phú và độc đáo về nội dung. Huế còn được nhắc tới nhiều trong thơ văn và âm nhạc Việt Nam vì nét lãng mạn và thơ mộng. Ngoài ra, Huế còn được xem là cái nôi của văn hóa ẩm thực Việt Nam với đa dạng về ẩm thực, sự tinh tế trong khâu chế biến, nên Huế sở hữu một kho tàng về ẩm thực mà bất kỳ du khách nào đến đây đều nao lòng. Khi đến với Cố Đô Huế thì chúng ta sẽ không thể nào mà bỏ lỡ món bún bò Huế. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo xin mời quý vị khán giả cùng Kim Thảo khám phá món bún bò 7 giờ nha. Địa điểm chương trình muốn giới thiệu là một quán có thâm niên hơn 30 năm tại một con hẻm ở vùng đất Cố Đô thơ mộng, nên người ta còn hay gọi là bún bò hẻm hay bún bò 7 giờ vì quán bán từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng là hết sạch. Muốn thưởng thức thì phải đợi hôm sau. Bún bò Huế là một trong những đặc sản của xứ Huế. Mặc dù món bún ở đâu cũng có, tại Huế món này được gọi đơn giản là bún bò. Các địa phương khác gọi là bún bò Huế để chỉ xuất xứ của món ăn này. Món ăn có nguyên liệu chính là bún, thịt bắp bò, giò heo cùng nước dùng có màu đỏ đặc trưng. Đôi khi tô bún còn được thêm vào thịt bò tái, chả cua và các loại nguyên liệu khác tùy theo sở thích của người nấu. Trong nước dùng của bún, người Huế thường nêm vào một ít mắm ruốc, góp phần làm nên hương vị rất riêng của món bún bò Huế. Sau khi xương bò được hầm chín tới, người ta thường thêm vào một ít chả heo hay chả cua được quết nhuyễn. Thịt bò có thể được sắc mỏng, nhúng vào nước dùng đang sôi trước khi cho vào tô bún, gọi là thịt bò tái. Người ta cũng thường cho thêm một ít ớt bột và gia vị vào tô bún rồi ăn với rau sống gồm giá, rau thơm, xà lách, rau cải con, bắp chuối sắc nhỏ. Wow, trước mặt Kim Thảo là một tô bún bò mang thương hiệu là 7 giờ. Sở dĩ mang thương hiệu 7 giờ là tại vì quán bán đúng 7 giờ sáng và bán hết trong vòng 1 tiếng. Và bây giờ thì Kim Thảo sẽ thưởng thức tô bún bò này nhé. Chúng ta có gì đây? Một tô bún bò thì ở đây có chả cua nè, rất là to. Rồi có cả giò heo nè. Rồi thịt bò nạm và huyết nữa. Kim Thảo sẽ hút một chút xíu nước trước nè. Cảm nhận đầu tiên của Kim Thảo đó chính là thơm nhẹ nhẹ cái mùi ruốc khi mà nêm gia vị. Và đặc biệt đó là nước bún bò rất trong, cùng với vị hương bò rất là thơm, không hề hăng một chút nào hết. Chả cua thì vừa giòn vừa thơm, cùng với đó là Kim Thảo cắn một chút xíu vị tiêu á, tạo cho cảm giác nó cay nồng và kích thích khi mà mình ăn tô bún bò này, và rất là phù hợp trong cái thời tiết mà hơi se se lạnh. Kim Thảo sẽ thêm một chút xíu ớt cho nó cay thêm. Bún bò Huế ở đây thì quán sử dụng bằng những cái sợi bún nhỏ như thế này nè. Và những sợi bún thì rất là dai, giòn và thấm vị. Đến với Huế, nhất định quý khán giả không thể nào bỏ lỡ một món ăn dân dã nhưng cũng đầy vị Huế, đó là món cơm hến. Cơm hến là một đặc sản ẩm thực Huế. Cơm hến được trình bày dưới hình thức là cơm nguội trộn với hến xào qua dầu và gia vị, mắm ruốc, rau giọt mùng, da lợn rán giòn, bánh tráng nướng, dầu ăn chín, đậu phộng, tiêu và gia vị, ăn với nước hến luộc. Cách làm cơm hến cũng không quá cầu kỳ nhưng mang lại một món ăn rất đậm đà. Hến ngâm với nước gạo một thời gian để thải hết bùn đất, rửa sạch, đem luộc cho đến khi hến mở vỏ. Lấy nước luộc sau khi đã để lắng, đổ hến ra sàn để lấy thịt hến. Hến và nước hến là hai vị của cơm hến. Ngoài ra thì cũng không thể thiếu các loại gia vị đi kèm. Tất cả đều để nguội. Bát cơm hến được trộn từ tất cả các thành phần trên rồi chan nước hến. Cơm hến thường được ăn với ớt thật cay mới đúng vị. Ngoài ra với món hến đặc trưng thì người dân ở đây còn làm ra món bún hến với thành phần và nguyên liệu cũng y như cơm hến, nhưng chỉ thay cơm thành bún.
Hai món ăn này đều có đặc điểm là mùa lạnh ăn cũng được và mùa hè nóng bức ăn càng thích bởi sự tươi mát của các loại rau, vị mặn mặn của hến giòn, sừng sực của đậu phộng. Tất cả tạo nên một loại hương vị không hòa lẫn với bất kỳ món ăn nào khác. Ta-da! Trước mặt Kim Thảo đây đó chính là món bún hến và cơm hến nóng hổi vừa mới ra lò đây. Và bây giờ thì Kim Thảo sẽ thưởng thức nha quý vị. Bây giờ thì Kim Thảo sẽ trộn đều lên hết. Như quý vị cũng thấy á, đó, bún thì có cái màu vàng óng ánh của dầu đậu phộng. Cũng như món bún thì Kim Thảo cũng sẽ trộn đều cơm lên. Cơm thì tơi ra từng hạt như vậy. Mà khi nãy mà Thảo húp lên ấy, thì đó chính là nước luộc của hến, rất là thơm mùi hến. Nhưng mà cái nước dùng ấy thì nó hơi nhạt, không có đậm vị nhiều vì không có qua nêm nếm. Còn món bún với lại món cơm hến ấy, thì nếu như mà thực khách nào á, thích ăn bún thì sẽ mình dùng bún, còn nếu mà thích ăn cơm thì mình sẽ dùng cơm. Và mùi vị nó cũng rất là giống nhau, là Kim Thảo cảm nhận được vị mặn mặn của cơm mùi mắm ruốc nè. Và trong đó thì cũng có vị mặn và vị ngọt của nước mắm tỏi ớt. Bên cạnh đó thì cái tiếng giòn mà nhai sừng sực đó chính là da heo và đậu phộng. Và dĩ nhiên thì sẽ không thiếu những chú hến nằm trong tô như thế này đây. Quả thật là món cơm hến và bún hến đặc sản của cố đô Huế. Quý vị, thời điểm buổi tối chính là thời điểm mà rất nhiều người để tìm các món ăn vặt. Và dĩ nhiên khi mà đến Huế, chúng ta sẽ không thể nào bỏ lỡ món đặc sắc nhất, đó chính là món chè hẻm. Đến với Huế, quý khán giả không thể bỏ qua những món chè thơm ngon của vùng đất cố đô. Chè hẻm Huế nằm sâu trong những con hẻm nhỏ. Những chiếc bàn nho nhỏ được kê cạnh vài chiếc ghế như những chiếc đòn cao. Người bán cứ thong thả từ từ nên khách cũng không vội vã gì. Đến ăn chè như thưởng thức món ăn chơi vào bữa xế hoặc lúc đêm khuya, vừa nhâm nhi vừa nhẫn nha trò chuyện. Các tô chè được nấu sẵn ngào ngạt hương thơm với nhiều màu sắc bắt mắt. Với hơn 30 năm, chè hẻm trở thành thói quen hồi nào không hay của những thực khách khi đến với Huế và cũng là kỷ niệm tuổi thơ của bao lớp người con xứ Huế. Chè đa dạng và món nào cũng đầy ắp tâm tư, sự kỳ công của chủ quán. Cũng có lẽ vì thế mà quán chè 30 năm nay chưa giờ phút nào ngời khách. Và chắc chắn rằng điều đặc biệt của quán chè là nằm ở các món chè trữ danh đất Huế như là chè thập cẩm, chè khoa tía hay còn được gọi là chè khoai tím, chè bột lọc dừa và vô số món chè khác. Tất cả dựa trên sự sáng tạo, sự tinh tế trong chế biến. Vị chè ở nơi này không quá ngọt, cũng không quá ngậy, mà mọi thứ là sự hài hòa của hương và vị làm say lòng những ai yêu mến đồ ngọt, hay cũng đủ làm hài lòng những thực khách khó tính. Trước mặt Kim Thảo là 3 ly chè nổi tiếng tại chè hẻm. Đây là chè bột lọc dừa nè, chè khoai tía nè, chè thập cẩm nè. Bây giờ thì Kim Thảo sẽ thử chè thập cẩm trước nha. Còn nếu như mà quý vị đã thích ăn đá thì sẽ cho đá vào. Kim Thảo sẽ cho một chút xíu đá mặc dù trời đang rất là lạnh. Kim Thảo sẽ khuấy đều chè lên. Chè thập cẩm thì Kim Thảo thấy rất là nhiều loại đậu. Và đặc biệt đó là có cả chè trôi nước nữa. Kim Thảo cảm nhận là đậu thì rất là bùi, mà có mùi vị thơm mà béo là từ nước dừa nấu nữa. Rồi có cả cái vị mà gọi là lạnh lạnh tan trong miệng, đó chính là đá. Bây giờ thì Kim Thảo sẽ thử món chè khoai tía. Chè khoai tía thì Kim Thảo sẽ ăn không có đá.
Đầu tiên cảm nhận của Kim Thảo về ly chè khoai tía này đó chính là một màu tím rất là đẹp mắt, và kèm theo đó là vị nước dừa rất là béo ngậy luôn. Mà cái vị chè khoai tía này thì Kim Thảo cảm nhận là không hề bị ngọt gắt nha quý vị. Nếu mà bạn nữ nào mà sợ tăng cân thì chắc chắn là sẽ không lo về ly chè khoai tía này, bởi vì chè khoai tía này không quá ngọt và cũng không quá béo. Kim Thảo cảm thấy là vị rất lạ luôn. Đây là lần đầu tiên mà Kim Thảo thử cái món chè khoai tía này. Và món chè cuối cùng đó chính là chè bột lọc dừa. Đối với chè bột lọc dừa thì Kim Thảo cảm nhận được là lớp bột thì rất là dai, dừa thì giòn, và cùng với vị thanh ngọt nhẹ của nước đường nữa. Và đây là một món chè mà không thể nào bỏ lỡ khi mà đến với chè hẻm. Huế không chỉ đẹp về cách sống giản dị chân phương hiền hòa của người dân tại đây, Huế còn đẹp bởi thiên nhiên ưu đãi, con sông hương êm đềm, hay cách người ta thổi hồn vào từng món ăn, chén chè ngọt mát, vị thanh ngọt của nước dùng bún bò, tất cả tạo nên một Huế thương làm say lòng thực khách khi về với vùng đất cố đô. Hành trình hôm nay khép lại với nhiều điều thú vị tại cố đô Huế. Một lần nữa Kim Thảo xin cảm ơn Bia Sài Gòn đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9:45 sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9.